Hello anh em nha, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì ở clip này mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách ghi âm cuộc gọi trên iOS 18.1 nha. Thì như anh em thấy đây, thì điện thoại mình đang ở phiên bản iOS 18.1 beta. Đó, 18.1. Thì để mà muốn ghi âm cuộc gọi trên trên iPhone, iPad, nói chung là trên iOS đó, thì anh em bắt buộc phải cập nhật lên hệ điều hành iOS 18.1 thì nó mới hỗ trợ nha. Mà đặc biệt thì theo như Apple cung cấp thì nó chỉ hỗ trợ trên thiết bị 15 Pro và 15 Pro Max. Thế nhưng ở đây mình đang sử dụng một chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max thì mình vẫn sử dụng được tính năng ghi âm cuộc gọi trên iOS 18.1 nha. Thì để mà đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách lên cập nhật lên iOS 18.1 như mình để mà sử dụng tính năng này. Thì đầu tiên thì các bạn phải tham gia cái chương trình beta. Các bạn phải tham gia cái chương trình beta của Apple. Đó. Thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em đăng ký cái chương trình beta của Apple nha. Thì đầu tiên á, anh em vào cho mình cái địa chỉ. Đầu tiên anh em vào cho mình cái địa chỉ là anh em vào trình duyệt nha. Anh em vào địa chỉ cho mình là beta này .apple.com nha anh em. Anh em truy cập vào địa chỉ này cho mình nha. Sau đó thì anh em bấm vào phần đăng ký cho mình nè. Sau đó thì anh em nhập cái ID Apple của anh em vào. Sau đó các anh em anh đã nhập đó. Sau khi anh em đã nhập vào thì khi các bạn vào phần cài đặt đó, vào khi anh em vào phần cài đặt, phần cập nhật phần mềm thì nó sẽ xuất hiện. Bình thường là nó chỉ có cái dòng chữ phía trên thôi đúng không? Thì sau khi anh em mà đăng ký thì nó chỉ có xuất hiện ở dòng chữ phía dưới ở bảng cập nhật beta này đó. Đây là tài khoản Apple của mình này đó. Đó. Thì sau khi anh em lên iOS 18.1 rồi đó thì anh em sẽ bắt đầu là thực hiện cuộc gọi cho mình nha. Anh em thực hiện cuộc gọi cho mình này. Anh em cứ thực hiện cuộc gọi như bình thường thôi. Ví dụ như ở đây mình gọi thử là 900. Thì anh em để cho mình là chỗ đây này, nó có phần ghi âm này anh em. Đó. Mình gọi lại, ở đây có phần ghi âm này. Khi mà người ta bắt máy thì chỗ này nó mới sáng lên và anh em mới ghi âm được nha. Khi nào mà chỗ đây nó sáng lên đó, người ta bắt máy thì anh em sẽ ghi âm được. Để mình thử. Mình sẽ thử gọi một số khác nha. Mình sẽ, các bạn chờ mình xíu, mình sẽ thử lấy sim mà. Thử lấy sim và gọi cho anh em xem.
anh em chờ mình xíu nha. Đây mình đang gọi qua nha, tại vì bắt máy này đó, khi mà người khác bắt máy thì ở trên này nút ghi âm nó sẽ sáng lên, các bạn nhấn vào thì cuộc gọi này sẽ được ghi âm đó. Đó, cuộc gọi đã bắt đầu ghi âm đó. Đó anh em thấy không, đó cuộc gọi ghi chú về cuộc gọi này đó. Thì anh em khi sau khi mà anh em tắt máy đó thì cái nó sẽ xuất hiện trong cái phần ghi chú đó. Đây đó, anh em thấy không, đó có gọi ghi chú của anh em thấy không, thì anh em có cái máy mà anh em đánh máy đó thì rất là đơn giản luôn. Thì nói chung là mình đang sử dụng cái chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max, vẫn sử dụng được cái tính năng ghi âm cuộc gọi này ở trên iOS 18.1 nha anh em. Đó, còn anh em nào sử dụng cái phiên bản điện thoại khác thì anh em có thể là thử nha. Đó. Nhưng mà có một điều là mình vẫn chưa ở trên chiếc điện thoại iPhone 11 này của mình thì nó chưa có chức năng xóa ảnh, xóa vật thể trong ảnh nha anh em. Ok, thì video này mình cũng tạm dừng ở đây thôi. Cảm ơn anh đã theo dõi video. Thì anh em cho mình lượt đăng ký nha.